Xin kính chào quý vị các bạn. Hôm nay Tổng kho Fedo xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu tông đơ chống viền với thương hiệu là Darlin, với mã sản phẩm là DL1082 nha các bạn. Với thiết kế vỏ hộp bên ngoài thì có nguyên những cái màu sắc của tông đơ, màu vàng, màu xanh. Bên hông thì cũng có những cái chi tiết phía bên trong và công dụng chức năng của máy. Sau đây shop sẽ đọc hộp sản phẩm này ra để cho tất cả các bạn cùng xem nhé. Đây là hộp đựng. Đây là một sách hướng dẫn sử dụng toàn tiếng Anh. Phụ kiện đi kèm là gồm có một giá cắm sạc nha các bạn, một chỗ vệ sinh, một lò dầu tra máy, bốn cái cửa lược 1 2 3 bốn cái cửa lược, thì có một cái là ở trong đầu máy. Bốn cửa lược này nó gồm có là 3 6 9 12 mm các bạn. Đây là công tắc khởi động này. Với thiết kế màu vàng kết hợp màu đen tạo lên một sản phẩm vô cùng độc đáo. Sau đây chúng tôi sẽ khởi động chiếc máy này lên cho tất cả các bạn cùng xem. Máy chạy rất khỏe và êm nha các bạn. Đây là cái cửa lược. Chúng ta chỉ cần bỏ ra. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để chúng ta tháo cái lưỡi này ra, vệ sinh, tra dầu máy. Các bạn chỉ cần dùng hai ngón tay như thế này, các bạn đẩy ra, lập tức động cơ bên trong nó sẽ hiển thị ra. Và đây là lưỡi cắt. Thì sau khi dùng thời gian là bụi bẩn nó vào trong này, các bạn chỉ dùng cái chỗ vệ sinh này, các bạn sẽ quét nó đi. Trong động cơ cũng vậy. Sau khi làm sạch thì các bạn cho dầu tra vào cái động cơ để cho nó bôi trơn, cũng như tra dầu vào cái lưỡi cắt. Thì để làm gì? Thì để cho cái động cơ này nó được trơn tru hơn, nó chạy êm ái hơn và nó kéo dài cái tuổi thọ động cơ hơn. Sau cùng thì chúng ta lắp lại như cũ, các bạn chỉ cần đưa vào cái lãi này và đậy lại, thế là xong. Cái cửa lược thì các bạn đưa vào sát lưỡi như thế này và nhẹ nhàng ấn nhẹ xuống là được. Đấy. Sau khi dùng một thời gian máy sẽ hết pin, thì chúng ta chỉ cần kết nối cái dây sạc nào vào phía sau cái lỗ jack cắm này, và đầu bên này chúng ta cắm vào nguồn điện 220, các bạn sạc tầm khoảng 2 đến 3 tiếng là được nha các bạn. Video chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.